Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Long An Lê Thị Song An chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án luật di sản văn hóa và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược vào sáng nay 14 tháng 5. Dự thảo luật di sản văn hóa gồm 9 chương 102 điều, tăng 2 chương 29 điều so với luật di sản văn hóa hiện hành, với những nội dung cơ bản như bổ sung hoàn thiện một số thuật ngữ liên quan quy định rõ sở hữu quyền khác đối với di sản văn hóa, tạo cơ sở để xác định rõ quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ thể di sản trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược gồm 3 điều, trong đó sửa đổi bổ sung 43 điều của 8 chương trong tổng số 116 điều của 14 chương của luật dược năm 2016 tại hội nghị các đại biểu cơ bản thống nhất đối với hai dự thảo luật, trong đó nhiều nội dung được các cơ quan tiếp thu chỉnh lý đề xuất như các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ cho người dân trong việc phát huy di sản văn hóa khó khăn dưỡng mắt trong phân cấp phân quyền xây dựng tu bổ các di sản các chính sách cung ứng thuốc cho việc khám chữa bệnh. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lê Thị Sông An ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời sẽ tổng hợp tất cả các đóng góp cho dự án luật di sản, văn hóa và luật dược, xem đây là cơ sở cho đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An đóng góp ý kiến tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15.